2K3 đu gần 20 concert Blackpink, được ham vé VIP nếu chiều cao hạn chế. Lưu ý một điều để không bị lừa ra về sớm. Đối với ai là fan của nhạc Hàn Quốc nói chung và Blackpink nói riêng, đều hẳn sẽ phải rất phấn khích khi concert Pumping sẽ diễn ra tại Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều người đang nóng lòng chờ đợi đến ngày 7 tháng 7 để tham gia vào cuộc chiến săn vé. Trên khắp các trang mạng xã hội, đầu đầu cũng rộn ràng bàn tán về mức giá vé, cách thức săn cũng như hỏi xin kinh nghiệm để đu idol. Có thể nói, dù là người từng tham gia các tour diễn trước đây của Blackpink hay chừng ước trưng ráo, lần đầu trải nghiệm đều có chung cảm giác vừa háo hức vừa hồi hộp. Sato Than, Thanh Ngọc Anh Thư, sinh năm 2003, tên thật là Tô, hiện tại đang là du học sinh tại Úc. Cô nàng là một fan cứng của Blackpink và đặc biệt yêu thích Rosé. Sato từng tham gia rất nhiều tour diễn, concert và cả buổi fan meeting của nhóm nhạc tại Hàn Quốc, Thái Lan, Úc, Malaysia, Singapore. Không chỉ vậy, Sato còn là người tổ chức nhiều buổi project để ủng hộ các thần tượng. Đáng chú ý nhất phải kể đến sự kiện sinh nhật Rosé vào năm 2020, được cô nàng đầu tư đến gần 900 triệu đồng. Với nhiều hoạt động sôi nổi, tên tuổi của Sato Than có thể nói rất đình đám trong cộng đồng người hâm mộ Blackpink. Sato Than muốn nhắn nhủ thêm đến những ai sắp tới đi xem concert. Có một số concert tại các nước Đông Nam Á xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, ném quà lên sân khấu trúng các thành viên, hay cũng có nhiều trường hợp vé ngồi nhưng đứng lên chắn tầm nhìn của người khác, nên mình mong muốn các fan nên văn minh và tuân thủ mọi quy định luật lệ của ban tổ chức. Chúng mình cùng nhau mang lại hình ảnh tốt từ fan Việt Nam đối với Blackpink và cả cộng đồng fan quốc tế nữa, như vậy sẽ có nhiều dịp idol về diễn tại Việt Nam hơn.